Mlm Hết Bình Dương xin chào bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mlm Hết Bình Dương nha. Bây giờ là 5:46. Mlm Hết cùng với bà xã Thiện Tiên đang có mặt tại mộ của chú Du Linh. Sáng nay thì hai chồng Mlm Hết lại hôm nay vô trước Ngọc ha. Hôm qua anh Ngọc vô trước Mlm Hết này. Không biết anh Ngọc anh vào anh đang mua cà phê á. Đó. Sáng nay anh chưa có bung dù nè, hên quá. Bữa nay Bữa nay vợ chồng hiện tiên lão quá hai chồng hiện tiên lão á, lâu lắm rồi tụi con mới được vô sớm. Dạ tụi con chào chú, con vừa đến luôn đó. Bây giờ mình sẽ đi một vòng mình kiểm tra mới được. Ôi ôi, tối nay bà xã đẹp chưa hôm qua mà. Đó. Bây giờ mình đi một vòng nữa nha, không biết có con ếch nào nhảy ở đây không nữa. Đó, không biết có ếch cắp nào nhảy ở đây được hay không. Hôm nay vào sớm để cập nhật cho bà con cô bác ha. Rồi bây giờ 15 mét để cái điện thoại ở đây. Hôm nay mang ly cà phê. À, mang ly cà phê ha. Đồ chai nhiều lắm, đồ chai ngoài kia nhiều lắm, nhưng mà thôi mình đi dọn bàn trước đi. Dọn bàn mời chú dùng cà phê trước đi. Rồi một lát mình cúng chai cho chú, giờ mời chú uống cà phê trước. Hả? Hôm nay ha. Đâu có đâu, mưa từ 6 giờ sáng tối giờ tới 6 giờ sáng. Bữa nay phá lệ của anh Ngọc mới được. Rồi, bây giờ mời chú dùng uống cà phê trước ha. Mời chú dùng cà phê trước. Đâu bướm, đâu bướm màu tím. Ấy giờ sao anh, còn sống không? Còn có sống màu tím nữa. Bây giờ, sao mà giờ màu tím nó đẹp ghê luôn rồi. Để anh cố lên chồng ơi, cố sống nó chồng. Chết rồi, dính sao mà bay vô đây chi. Được không? Cứu em với, cứu em với. Chứ hôm qua khỏi quá. Đấy, còn ngồi đâu nè. Thì sống rồi nhưng mà ba không được. Ôi, rất là đẹp nha. Cho đậu cây mai đi. Em đố ông Hiện Tiên. Ăn gì đâu trời, bay không được lấy ăn. Thì đó, để ông lên con rồng thì ông có thể ăn được. Tại bướm em đâu biết làm gì đâu, hút mặt. Bơm hút mặt. Bỏ cái bông mới đúng chứ. Không quên. Đưa nhang không đưa được cái nón.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 9 năm Quý Mão. Con là Nguyễn Văn Tý, chủ kênh YouTube Mà Làm Hết Bình Dương, trình với các chư vị thổ tần thổ mộ, đắc đai chiến sĩ nhân trạch và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Động, giỏi văn ngoan pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì hôm nay con thắp ba nén nhang này, con mời chú Du Linh về dùng cà phê sữa. Con mong rằng các chư vị là phù hộ độ trì cho chú Du Linh sớm vãng sanh về với cõi Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Em đi rửa ly trà nha bà xã. Rồi em đi nấu nước sôi giùm anh luôn nha. Bữa nay anh mời chú dùng hai loại trà một lượt. Bây giờ là nhạc nhạc kinh đã vang lên cho nên rất là ồn luôn, nhưng mà bà con không biết có nghe rõ cái tiếng của 15 mét hay không. Hả? Mới hay học ấy. Rồi anh đi đi. Đúng rồi đó. Hello anh Ngọc. Bữa nay cho chú dùng cà phê mạch xỉu. Ngài có lòng vui vẻ tự hào, mình là tự tay
Không? Mình đâu có hẹn trước đâu. Kỳ lạ ha. Quá ngộ luôn. Ê, 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 anh chờ em một ly giữa nha. Em lá em đem đang nấu nước. Em mời chú dùng trà. Hai loại trà luôn. Một loại trà của anh Kim Tiểu Long với một loại trà của chị Hồng Ngọc. Không cũng còn. Còn chứ. Trà đó trà đặc biệt luôn á, trà nước ngoài đó. Hả? Đèn không tắt. Đèn không tắt chứ không phải cháy hết. Ấy đèn cậy anh. Cậy thì cháy hết. Bởi quả báo ấy đồng lớp vô lượng vô biên lại vậy nữa này địa ta vô thắng trong đời sao như có về quốc vương hay đàn bà la môn trong những người già yếu thân bình và chưa ạ. Trời ơi con. Con đem phụ cho con. Cảm ơn cô Mộng. Sợ nhất là cảnh quay xong mà không có bấm. Hả? Trong bao giờ con qua
Đúng rồi. Không nhận cái cây lẻ bạn này nó ra đẹp quá trời đẹp ha. Đây nó là cái một cái gì đó cuối cùng rồi đó. Đúng rồi. Nó không có thay đổi nữa. Trồng cái bông trang sao mà ngày nào cũng có chuyện. Đây là món yêu thích của những em này. Trong đời ta như có thể thiên nam người biến nơi nào ngắm hình tượng quốc hình tượng Bồ Tát hình tượng bên khi mà hình tượng của Chiếm Luân và Bồ Thi Cung Dường đời đang mơ nắng mơ lần đường chân nhớ thôi người gọi trời gì vậy anh? Hả? Mảnh này hiếu trai việc làm đâu? Mưa cán dằn nên đây quá trời. Bị sổ mũi. Sổ mũi là do nhiễm son cái gì? Đâu? Do mưa gió hắt hơn nè. Cảm á phải không? Cảm vì là hai anh uống thuốc gì vậy? Hôm qua trời mưa. Tại vì mưa cũng thấy mà. Đã luôn.
Có đàn cày chưa? Về nè. Ủa sao mẹ? Nhiều lắm. Kìa. Nè, đâu làm rớt mẹ ta? Đây, đốt giữa đốt không đốt trước, đốt giữa hậu nóng nè. Nóng khỉ, em đốt được hết. Còn cái nữa, như thế nào? Như hai cái nữa. Không đấy rồi, mấy ngày nãy lâu lắm rồi. Ủa đủ luôn hả? Hay ta em đếm sẵn rồi hay ta. À không, em đốt ngoài bìa em vẫn cháy bình thường mà, có bị nóng gì đâu. Đèn này hết ga. Hết ga quẹt mới mua đó má. Nó vui. Đó, đẹp chưa? Xoay nước cho vợ. Bây giờ mời chú dùng nước trà đúng không? Tại sao lại đáng ra vì thân hương hòa như thế?
Đó, cái trà này là cái trà của chị Hồng Ngọc nè. Thì giống như một cái bông bông gì đó, một lát nó sẽ nở ra thành một cái bông ha. Đó, còn trà này là trà của anh Kim Tiểu Long, này là bếp của chị dành chúng cho chú ha. Sáng nay thì cũng cho chú một ly cà phê sữa nè, với hai loại trà luôn. Bữa nay mời chú dùng hai loại trà đặc biệt. Bên đây là ly cà phê sữa của anh Ngọc đó. Đó, hiệu phát 55 mét sẽ xuống chai cho chú. Đó, sáng nay thì mời chú dùng trà với cà phê ha, rồi nước luôn đầy đủ hết. Rồi bây giờ thì 15 mét xin phép là tạm khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều ha. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho 15 mét Bình Dương. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.